Sang ngày Tốt tháng 10 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn, tốt mọi việc, động thổ, khai trương, làm nhà, cưới hỏi, lập ban thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát hương. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Lộc Giàu Sang. Lời đầu tiên thay mặt bản biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Lộc Giàu Sang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 10 âm lịch năm 2024, giúp quý vị tìm ra được những ngày đại cát để thực hiện những công việc như xuất hành, khai trương, mở hàng đầu xuân và những công việc trọng đại khác. Kiến thức này được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lựa chọn ra. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà Lộc Giàu Sang sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những nội dung chính ngày hôm nay, Lộc Giàu Sang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm 5 nội dung sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 10 âm lịch. 3. Những ngày tốt này tốt cho việc gì? Chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào? Tuổi nào không dùng được những ngày tốt này? 5. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời cho, may mắn và giàu sang phú quý suốt cuộc đời. Đó là 5 nội dung chính mà Lộc Giàu Sang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 10 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 dương lịch năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 dương lịch năm 2024. Tháng 10 là tháng Ất Hợi, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Tỵ, ngày 30 là ngày Mậu Tuất. Trong tháng 10 âm lịch có hai tiết khí là Lập Đông và Tiểu Tuyết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ những ngày xấu trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 10 là những ngày Dậu, bao gồm các ngày mùng 5 Quý Dậu, 17 Ất Dậu, 29 Đinh Dậu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh đó là ngày Thọ Tử. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày Thân, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Thân, 16 Giáp Thân, 28 Bính Thân. Ba ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Phá là những ngày Tỵ, bao gồm 3 ngày mùng 1 Kỷ Tỵ, 13 Tân Tỵ, 25 Quý Tỵ. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, ngày mùng 8 Bính Tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh đó là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 10, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau: mùng 3 Tân Mùi, mùng 7 Ất Hợi, 13 Tân Tỵ, 18 Bính Tuất, 22 Canh Dần và cuối cùng là ngày 27 Ất Mùi. Đó là 6 ngày Tam Nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ là ngày Nguyệt Kỵ. Các cụ nhà ta vẫn có câu mùng 5 14 23 đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 10, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: mùng 5 Quý Dậu, 14 Nhâm Ngọ và cuối cùng là ngày 23 Tân Mão. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Con Nước là ngày 11 Kỷ Mão, 25 Quý Tỵ. Đây là hai ngày nên kiêng kỵ không dùng. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 10 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 Tân Mão. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ trong tháng 10 âm lịch. Vì những ngày này chủ về phá bại và tàn vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai,
tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch để làm mọi việc được may mắn và hanh thông. Sau khi đã loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân cùng hàng trăm tiêu chí lựa chọn ngày tốt khác ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người mới chưa biết đến phong thủy từ những bậc chuyên gia lão làng trong nghề. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật trong tài liệu Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 thuộc tiết lập đông, tiểu tuyết. Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt, sau lập đông tam sát tại tây, ba phương thân, dậu, tuất, kỵ tu tạo, động thổ. 1. Ngày hợi, trực kiến, bao gồm các ngày mùng 7 ất hợi, 19 đinh hợi, bất lợi khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng. Dùng nó thì bị chiêu quan tư, tổn gia trường. Mùng 7 ất hợi là ngày tam nương, nói chung ngày hợi tháng 10 không được tốt. 2. Ngày tí, trực trừ, bao gồm các ngày mùng 8 bính tí, 20 mậu tí. Tuy được ngũ hành vượng tướng, nhưng là chỗ khởi đầu giao giới của hai mùa, thu và đông, nên chuyển sang sát tinh xấu, có thể gây ra thương tích, không nên dùng. 3. Ngày sửu, trực mãn, bao gồm các ngày mùng 9 đinh sửu, 21 kỷ sửu. Ngày có thiên phú, thiên thành, tốt, có thiên tặc, xấu. Mùng 9 đinh sửu bị sát tập nhập trung cung, bất lợi cho việc khởi tạo, giá thú. Kỵ tổ chức ca nhạc, ồn ào hay chiêng trống om sòm, làm kinh động đến thần sát, gây tổn hại người và súc vật. Ngày 21 kỷ sửu không nên dùng, chỉ có thể làm độc tác và mộ cúng tế. Phàm hễ kim nhập vào cung sửu, ngũ hành vô khí, lại bị phạm thiên tặc, nguyệt yểm, trở thành hung hiểm. 4. Ngày dần, trực bình, bao gồm các ngày mùng 10 mậu dần, 22 canh dần. Ngày có thiên phú, thiên thành, lại đến châu tinh, nên việc đến cửa quan thì tàn biến. Ngày 22 canh dần thứ cát, làm những việc nhỏ thì tốt, không nên làm việc lớn. Tuy nhiên ngày 22 lại là ngày tam nương, kiêng kỵ mọi việc quan trọng. Mùng 10 mậu dần, xấu, không nên làm việc gì. Như vậy ta không chọn được ngày dần nào tốt trong tháng này. 5. Ngày mão, trực định, bao gồm các ngày ngày 11 kỷ mão, ngày 23 tân mão. Ngày 11 kỷ mão, 23 tân mão, nên động thổ, hưng công, đặt táng cột, gác đòn rông, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương. Dùng thì được sao tốt chiếu. Tuy nhiên ngày 23 tân mão cũng là ngày nguyệt kỵ. Ngày 11 kỷ mão là ngày còn nước, kiêng kỵ tất cả những công việc quan trọng, nên ta không chọn được ngày mão nào tốt trong tháng này. 6. Ngày thìn, trực chấp, bao gồm các ngày 12 canh thìn, 24 nhâm thìn. Các ngày thìn trong tháng này làm gì cũng bất lợi. 7. Ngày tị, trực phá, bao gồm các ngày mùng 1 kỷ tị, 13 tân tị, 25 quý tị. Ngày có tiểu hồng sa, lại bị phạm châu tước, câu rảo, lại bị trùng nguyệt phá. Ngoài việc chặt cây, phá nhà thì mọi việc chẳng nên làm. 8. Ngày ngọ, bao gồm các ngày mùng 2 canh ngọ, 14 nhâm ngọ, 26 giáp ngọ. Ngày có huỳnh sa. Ngày 26 giáp ngọ có nguyệt đức, các sao huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, các cát tinh đồng chiếu, nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ thì được đại cát. Ngày mùng 2 canh ngọ, ngày 14 nhâm ngọ,
dùng vào những việc nhỏ thì được thứ cát. Như vậy các ngày ngọ trong tháng này đều tốt. 9. Ngày Mùi, trực thành, bao gồm các ngày mùng 3 Tân Mùi, 15 Quý Mùi, 27 Ất Mùi. Tuy được tam hợp với Nguyệt Kiến, nhưng đáng tiếc là ngày 27 Ất Mùi, sát tập nhập Trung Cung, kỵ xuất hành, an táng, xá thú, nhập trạch, khai trương, tu tạo. Duy ngày 15 Quý Mùi có hỏa tinh, lại được thủy nhập Tần Châu, lại thêm các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Liên Châu, các cát tinh đồng chiếu, nên khởi tạo, giá thú, lễ hỏi, lễ đi nói vợ, xuất hành, gặp quý nhân, gia trạch được hưng vượng, an ổn lâu dài. Dùng những ngày này trong vòng 100 ngày, tăng điền địa, tấn nhân khẩu, sinh con quý, đại vượng. Ngày mùng 3 Tân Mùi, ngày 27 Ất Mùi là ngày tam nương rất xấu, không nên làm các công việc quan trọng trong hai ngày này. Như vậy là chỉ chọn được ngày 15 Quý Mùi là ngày tốt. 10. Ngày Thân, trực thâu, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Thân, 16 Giáp Thân, 28 Bính Thân. Tháng 10 âm lịch, ngày Thân phạm thọ tử, không có khí tốt, lại bị sát tập nhập Trung Cung, sinh ra tai họa liên miên. Nếu sinh con cái cũng xấu xí, tật bệnh, còn bị tai ách nước lửa. 11. Ngày Dậu, trực khai, bao gồm các ngày mùng 5 Quý Dậu, 17 Ất Dậu, 29 Đinh Dậu. Ngày 17 Ất Dậu có thiên tức là ngày chôn cất tốt, cũng có thể đi hỏi vợ, về nhà mới, xây dựng nhà cửa, khai trường tốt, chủ về tăng ruộng vườn, thăng chức quan, nhà cửa phát triển, người ăn kẻ ở có nghĩa, trung thành với mình, mọi việc thuận lợi, vừa ý. Ngày 29 Đinh Dậu, mùng 5 Quý Dậu, dùng làm việc nhỏ thì được thứ cát. Tuy nhiên trong tháng 10 âm lịch, ngày Dậu phạm ngày sát chủ nên tuyệt đối không dùng. 12. Ngày Tuất, trực bế, bao gồm các ngày mùng 6 Giáp Tuất, 18 Bính Tuất, 30 Mậu Tuất. Ngày này có hỏa tinh, trăm việc đều hung bại. Như vậy là chúng ta đã xét xong tất cả các ngày của tháng 10 âm lịch và chọn ra được những ngày đại cát cho quý vị lựa chọn làm việc. Nội dung tiếp theo của chương trình, Lộc Giàu Sang sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt mà chúng ta lựa chọn, tốt cho việc gì, những ngày này kiêng kỵ tuổi nào và những tuổi nào dùng những ngày này thì được đại phú đại quý, tài lộc ăn đủ cả đời. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Ngày 14 Nhâm Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can đinh. 2. Ngày 26 Giáp Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can kỷ. 3. Ngày mùng 2 Canh Ngọ, kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can Ất. 4. Ngày 15 Quý Mùi, kỵ những người tuổi Sửu, hợp những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can Mậu. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 chỉ có 2 ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm được cho mình những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động lựa chọn được những ngày tốt để tiến hành mọi việc được hành thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0327 726 336 hoặc 0392 936 336 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.